mới quen có 2 ngày đôi dẫn đi khách sạn rồi. Tại sao muốn vô khách sạn? Nắm tay dặn dò thôi. Tại sao muốn dặn dò? Cứ nghĩ là đam mê. Mê cái đứt tao hả? Người ta mới quen nhau nắm tay dặn dò còn mày. Ồ hay, thì tóm lại là có yêu bé không? Hay là để bé chơi ngả chết cụ anh bây giờ? Nhanh mà đi anh! Em ở đường